Bài học STEM theo công văn 909 cũng gọi là mở đầu và xác định vấn đề. Còn nếu chúng ta dạy STEM theo dưới dạng hình thức thứ hai là trải nghiệm thì cũng gọi là mở đầu và xác định vấn đề. Cột thứ hai của giáo dục STEM gọi là explore, tức là khám phá. Thì giáo khoa của chúng ta và giáo án chúng ta cũng gọi là thức mới. Còn bài học STEM chúng ta gọi là hình thành kiến thức mới. Còn hoạt động trải nghiệm STEM chúng ta gọi nó là quy động kiến thức. Mà quy động kiến thức thì nó không thành một bước nha quý thầy cô. Còn 2, 4, 5 và bài học STEM thì nó là bước thứ hai, hình thành kiến thức mới là bước thứ hai. Còn quy động kiến thức là chúng ta lấy kiến thức có sẵn từ trước đó để dạy, do đó nó thành không thành một bước ở trên lớp. Còn cái màu đỏ, những cái dòng màu đỏ là thứ ba là explain, tức là giải thích. Giải thích explain có nghĩa là giai đoạn này sau khi mà nó hoạt động cá nhân ở bước thứ hai là khám phá rồi thì các em sẽ họp nhóm lại, từng thành viên sẽ chia sẻ cái ý kiến của mình và cả nhóm sẽ thảo luận để chọn ra cái phương án tốt nhất. Thì 2, 3, 4, 5 chúng ta gọi nó là luyện tập. Còn bài học STEM thì nó trộn 3 bước thứ ba, đó là đề chọn giải pháp, chế tạo thử nghiệm, đánh giá, chia sẻ thảo luận và điều chỉnh. Còn bên trải nghiệm STEM cũng vậy luôn. Tuy nhiên 3 bước này không trộn chung mà tách ra thành bước 2, bước 3 và bước 4. Các quý thầy cô. Và như vậy thì khi chuyển từ một bài học truyền thống theo công văn 2, 3, 4, 5 sang thành bài học STEM thì các thầy cô sẽ giữ nguyên phần mở đầu, tức là khám phá. Chúng ta cũng giữ nguyên phần hình thành kiến thức mới. Tại vì cái hoạt động giáo dục STEM nó phải gắn với đơn vị bài học, nó gọi bài học STEM. Vì hai cái dòng màu vàng đầu tiên chúng ta vẫn giữ nguyên khi chuyển từ một kế hoạch bài học truyền thống theo công văn 2, 3, 4, 5 thành một bài học STEM theo công văn 909. Cái sự khác biệt nó đến từ những cái dòng màu đỏ. Ở mục số 3 chúng ta gọi là luyện tập ở 2, 3, 4, 5. Mục số 4 chúng ta gọi là vận dụng 2, 3, 4, 5. Có nghĩa là chúng ta cho các em giải quyết những cái bài tập trong phạm vi 4 bức tường của lớp học. Thì bây giờ trong cột bài học STEM, chúng ta thay cho giải quyết bài tập thì chúng ta cho nó chế tạo luôn sản phẩm. Chế tạo luôn sản phẩm. Đây là sự khác biệt giữa một cái giáo án truyền thống và một cái giáo án của bài học STEM. Các thầy cô xin nhắc lại, ở cái dòng màu đỏ chính là sự khác biệt, còn màu vàng là về cơ bản chúng ta giữ nguyên. Ở màu đỏ, ở 2, 3, 4, 5 giáo án 2, 3, 4, 5 có nghĩa là chúng ta cho các em giải bài tập thôi. Giải bài tập trong 4 bức tường của lớp học, trên bàn và trên trang giấy trắng thôi. Còn ở bài học STEM thì chúng ta không, chúng ta sẽ cho nó đi vào chế tạo sản phẩm luôn. Thì đây là cái sự khác biệt lớn nhất giữa dạy học định hướng nội dung và định hướng phát triển năng lực người học. Ở cột 2, 3, 4, 5, hai dòng màu đỏ, luyện tập và vận dụng, có nghĩa là định hướng nội dung, tức là chủ yếu là ghi nhớ kiến thức này, ghi nhớ kiến thức và làm được gì với kiến thức. Và cái làm nó chỉ mang tính chất hàn lâm, chỉ tồn tại trong 4 bức tường của lớp học thôi. Còn trong cái cột giữa bài học STEM theo 909 thì những dòng màu đỏ thì chúng ta không nhất thiết phải do dạy bài tập, mà chúng ta cho các em đi vào sản xuất luôn, chế tạo ra sản phẩm, giải quyết vấn đề cuộc sống thực tiễn luôn. Đây là sự khác biệt lớn. Và đây mới gọi là dạy học định hướng phát triển năng lực, có nghĩa là học sinh làm được gì sau khi học xong cái bài học đó, các quý thầy cô. Tương tự cho cột trải nghiệm. Và giữa cái bài học STEM và trải nghiệm trong bộ sách giáo dục STEM do giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh chủ biên thì chúng tôi cũng có chia sẻ cái cách hướng dẫn để chuyển từ bài học STEM qua trải nghiệm STEM. Nhìn theo sơ đồ này các thầy cô thấy nó khác biệt duy nhất là chỗ thay vì bài học STEM là dạy bài mới, còn trải nghiệm STEM là nó học xong bài đó rồi, tức là đó là bài cũ, thì chúng ta dắt nó ra hiện trường lao động sản xuất luôn, chế tạo sản phẩm luôn. Và thay vì ở màu đỏ là bước số 3 nó trộn lẫn 3A, 3B, 3C thì ở trải nghiệm STEM nó tách ra từng bước luôn, bước 2, bước 3 và bước 4. Bởi vì trải nghiệm STEM nó học thông thường là thứ bảy chủ nhật, đội nhóm nó yêu thích thì cái quỹ thời gian nó rộng rãi hơn, thì chúng ta tách ra hẳn thành từng bước luôn các thầy cô. Cái màn hình này sẽ giúp các thầy cô chuyển đổi một cách tương đối dễ dàng, thuận tiện khi chuyển từ một bài học STEM sang thành một cái hoạt động trải nghiệm STEM. Giả sử như hiệu trưởng yêu cầu các thầy cô dạy STEM trong tiết chính khóa thì có nghĩa là thầy cô dạy bài học STEM. Các thầy cô hiệu trưởng yêu cầu các thầy cô dạy bài STEM này dưới dạng trải nghiệm thì có nghĩa là dắt học sinh thứ bảy chủ nhật học, ví dụ như một đợt theo dạng câu lạc bộ, đội nhóm, thì chúng ta áp cùng. Và đây là cái màn hình này sẽ giúp các thầy cô chuyển đổi qua lại một cách thuận tiện, dễ dàng hơn.
khi sử dụng bộ sách. Do đó bộ sách của nhóm chúng tôi biên tập với cái tựa đề là giáo dục STEM, tức là nó bao hàm bài học STEM, trải nghiệm STEM và nghiên cứu học luôn, chứ không ghi là bài học STEM là như vậy, hả quý thầy cô? Nó giúp cho thầy cô chuyển đổi dễ dàng giữa ba hình thức mà bộ dục yêu cầu chúng ta phải thực hiện trong nhà trường khi triển khai giáo dục STEM. Còn đây là một số cái cơ sở thực tiễn của nhóm chúng tôi. Nhóm tác giả của tôi là cũng tham gia hội thảo, trên màn hình là tôi đang tham gia hội thảo ở các trường đại học trong nước và ngoài nước về giáo dục STEM. Ở trên màn hình là tôi cũng tham gia các thì các phòng dục sẽ được đào tạo là đổi mới pháp giảng dạy. Trong đổi mới pháp giảng dạy thì nó có một chuyên đề về giáo dục STEM theo định hướng phát triển năng lực người học. Tôi cũng tham gia biên soạn bộ sách giáo khoa là Chân Trời Sáng Tạo, bộ sách giáo khoa toán. Thì cái sách toán ngày nay nó viết nó hơi khác biệt một tí so với cái sách truyền thống, đó là cuối mỗi chủ đề học sinh phải chế tạo một sản phẩm từ cái kiến thức toán đó. Cái sản phẩm đó chính là giáo dục STEM thầy cô. Thì tôi cũng đi tập quấn sách giáo khoa toán thì do nhóm chúng tôi biên soạn. Đây là cái lớp tập quấn của nhóm chúng tôi ở An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, vân vân, ở Bình Định, Gia Lai, Quảng Nam, giáo dục STEM. Lớp ở Khánh Hòa, ở Bình Dương, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ sách giáo dục STEM do tôi tham gia vai trò chủ biên dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là cô Nhã tham gia trong nhóm tác giả là biên soạn bộ sách giáo dục STEM. Thì cô hay dẫn cái đoàn đi nước ngoài để tham gia về robot STEM và thường là học sinh Việt Nam đạt giải nhì hoặc giải ba. Trên màn hình là tham gia vào năm 2019 trước dịch đó thì cô, và đoàn Việt Nam đạt giải ba. Xin mời quý thầy cô xem một vài hoạt động ít phút nữa về STEM ở sở giáo dục của tỉnh Khánh Hòa do nhóm chúng tôi hướng dẫn. Trên màn hình là các thầy cô cán bộ quản lý của tỉnh Khánh Hòa tham gia một hoạt động về cuộc đua xe kỳ thú. Đó là sản phẩm của các thầy cô là cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh Khánh Hòa. Còn đây là nhóm chúng tôi tham gia tập huấn bộ sách giáo dục STEM cho thầy cô ở sở dục đào tạo tỉnh Tiền Giang. Mỗi một nhóm sẽ chế tạo một cái trụ điện gió và tạo sức gió bằng một cái quạt rất là đơn giản. Trụ điện gió thực chất nó là một cái quạt gió thôi, nó có thể gắn một cái đèn led thầy cô. Nếu chúng ta quạt mạnh, quạt nhanh và theo cái chiều hướng nào đó thì cái đèn nó sẽ chớp sáng. Còn trước mắt thì các cánh quạt nó quay nhiều, quay lâu nhất thì nhóm nó sẽ thắng. Kết hợp từ cái bài các hiện tượng tự nhiên, trong bài các hiện tượng tự nhiên có bài gió và ứng dụng sức gió trong đời sống đó, thầy cô. Thì đây là hoạt động cuối cùng là chia sẻ và đánh giá. Thay vì thầy cô, giáo viên và học sinh phải đánh giá kéo lẫn nhau tốn thời gian thì chúng ta trình diễn một lượt giữa các nhóm và ở dưới bỏ phiếu bình chọn trên Zalo group đó thầy cô. Thì trong vòng khoảng chừng 3 phút tới 5 phút là xong luôn cái bài hoạt động số 5. Còn nếu chúng ta kiểm tra đánh giá theo kiểu thủ công đó thì cái việc đánh giá đồng đẳng và đánh giá kéo nó sẽ rất là tốn thời gian. Đây là một cuộc đua xe mà cuộc đua thuyền bùm. Nhóm chúng tôi tập huấn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bộ sách có ghi mỗi nhóm sẽ chế tạo một cái thuyền bơm, nhưng mà thuyền thì phải sử dụng nước, thì thay bằng sức nước thì phải sử dụng 4 bánh xe và cái sức gió quạt lên cánh bơm thì xe chạy nhanh nhất và xa nhất. Thì để cho cái xe chạy nhanh nhất xa nhất thì các em phải thiết kế cái quạt hình dạng thế nào, cái cánh bơm hình dạng thế nào để nó ăn gió nhất các thầy cô. Đó là cả một vấn đề lớn, nó đòi hỏi học sinh phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác, sáng tạo và phản biện. Đây là hình ảnh các hiệu trưởng ở Bình Dương học bài học STEM về cái cách thả cái dù này. Thầy cô thấy thì nó học đó, ở cuối cái dù là một quả trứng gà, nhóm nào thiết kế mà làm bể trứng gà thì nhóm đó thua, và để không bể thì các em sẽ lao vào nghiên cứu tìm tòi trên mạng internet hình dạng kết cấu cái dù. Các em tìm hiểu rất nhiều kiến thức để mới chế tạo được cái dù. Cái dù thấy đơn giản như vậy nè, nhưng mà nó kết tinh quá trình làm việc nhóm, quá trình làm việc cá nhân và chất chứa rất nhiều kiến thức bài học mà khi mình dạy lý thuyết học sinh không học, nhưng khi mình
cho chế tạo sản phẩm thì học sinh lao vào tự tìm hiểu kiến thức để có thể chế tạo sản phẩm để khi đi thi thì các em thành công. Đó là cái hay của giáo dục STEM. À, đây là các lớp dạy thực nghiệm của bộ sách giáo dục STEM ở Huế, ở Đắk Lắk. Ngoài ra chúng tôi cũng đi vào dạy dạy thật luôn cho học sinh ở nhiều tỉnh thành. Ví dụ đây là hình ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, các em chưng cất tinh dầu bưởi. Đây là hình các em chế tạo cái máy phát điện từ dòng nước nóng và dòng nước lạnh, một cái căn nhà thông minh và một cái kính hiển vi. Thì có kính hiển vi đơn giản lắm, nó chỉ có cái điện thoại động là hơi tốn kém thôi, tuy nhiên cái vấn đề đó là nó cũng sẵn sàng. À, đây là cái chuỗi phân tử ADN và cái kính hiển vi đây, nó phóng to ra. À, đây các em chiết xuất tinh dầu bưởi đây, và đây là hình ảnh các em chế tạo một máy lọc nước, học sinh của lớp 4 đó thầy cô. Chỉ đổ các lớp đất cát đá lên rồi đổ nước lên, và cái liều lượng đất cá cát sỏi lớp nào trên lớp nào dưới như thế nào là chúng ta không dạy, cho học sinh tự tìm hiểu, từ đó nó ra bài học. À, đây là hình ảnh các em học về núi lửa phun trào ở lớp 5. Nó chế một cái, những cái bột nổi và lên thì nó sẽ ra hình ảnh núi lửa phun trào ở môn địa lý và môn khoa học. À, còn đây là các em chế tạo cái đồng hồ mặt trời, chỉ gồm một cái dĩa trắng, dĩa nhựa trắng sẽ có, và cắm một cây bút chì lên, rồi vẽ số lên, rồi mình đặt cái vị trí mặt trời thế nào thì sẽ biết được cái bóng, tùy thuộc vào cái bóng của cái cây viết chì mà chúng ta sẽ biết được mấy giờ. Đó là nội dung bộ sách. À, xin phép trình bày nhanh cái cơ sở pháp lý. Cơ sở pháp lý để chúng ta triển khai trong giáo dục đại trong nhà trường đó, tập trung một là chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ, hai là nghị quyết 23 của Trung ương của Bộ Chính trị, số 3 là công văn 909 của Bộ Giáo dục Tiểu học. À, về hình thức tổ chức STEM thì chúng ta có 3 cách để đưa STEM vào trong nhà trường. Cái hình thức nhất gọi là bài học STEM. Bài học STEM là gì? Bài học STEM là chúng ta chuyển từ một bài học chính khóa trong sách giáo khoa thành một bài học STEM dạy cho tất cả các học sinh trong lớp học của chúng ta phụ trách, và trong giờ chính khóa và không thu phí. Hình thức thứ hai là trải nghiệm với STEM. Trải nghiệm với STEM thì chúng ta dạy cho học sinh của, có hai cách. Cách thứ nhất là giáo viên của nhà trường dạy cho học sinh chúng ta dưới dạng câu lạc bộ, đội nhóm, ngoài không gian, có thể trong lớp học hoặc ngoài không gian lớp học, và vào thường là ngoài giờ lớp thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, hoặc là tiết thứ tư, tiết thứ năm các em ở lại vào buổi chiều. Cái cách thứ hai là liên kết với một đơn vị bên ngoài để ta cử người vào dạy học sinh ta, thì cái hình thức liên kết thì phải thu phí. Cái cách thứ ba là nghiên cứu với khoa học. Các thầy cô ha, thì bộ sách giáo dục STEM của giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh là viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là chủ biên, là sở dĩ xin nhắc lại là gọi là giáo dục STEM là bởi vì các thầy cô có thể lấy tất cả các bài học chuyển từ hình thức bài học STEM sang trải nghiệm STEM hoặc làm quen với nghiên cứu khoa học đều được hết quý thầy cô ha. Và trong quá trình chuyển đổi, nếu các thầy cô được phân công dạy bài học STEM hay là dạy cái bài đó nhưng mà dạy trải nghiệm hay là làm quen nghiên cứu học, thì các thầy cô nghiên cứu kỹ trong sách. Mọi thắc mắc các thầy cô có thể gửi tin nhắn lên Zalo group, thì thầy Vinh và tôi và cùng nhiều tác giả nữa sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc bất cứ lúc nào. Chúng ta chú ý trong quá trình dạy STEM thì chúng ta chú ý mức độ 1 và mức độ 2 trong công văn 909 lưu ý. Mức độ 1 có nghĩa là học sinh lớp 1, lớp 2 hoặc là học sinh nó yếu yếu thầy cô, thì chúng ta phải hỗ trợ nó nhiều hơn. Bởi vì đây không phải là học lý thuyết, đây là chế tạo sản phẩm. Là mà chế tạo sản phẩm thì cái việc dùng dao kéo là cả một vấn đề lớn. Bởi vì phải cắt cái này dán cái kia, dùng dao kéo thì nó liên quan độ an toàn. Do đó một số công cụ, một số dụng cụ nguyên liệu có thể là tổ nhóm ta bàn bạc là tìm cách hỗ trợ cho học sinh đối với học sinh lớp nhỏ. Còn đối với học sinh lớp lớn, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì 909 gọi là mức độ 2 với thầy cô, thì chúng ta vẫn hỗ trợ các em. Tuy nhiên cái mức độ hỗ trợ nó sẽ giảm dần theo cái độ tuổi của các em. Cũng xin giới thiệu với thầy cô trên màn hình là khi thầy cô sử dụng bản giấy của bộ sách giáo dục STEM thì nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, là cụ thể đây là công ty cổ phần sách giáo dục ở Đà Nẵng,
sẽ hỗ trợ thầy cô. Một là bộ sách bản giấy, hai là bộ sách STEM điện tử. Trong quá trình sử dụng bộ sách bằng giấy và bộ sách điện tử thì tất nhiên các thầy cô sẽ thấy một cái vấn đề rất là lớn, đó là làm sao biết bài đó dạy vào thời điểm nào. Thế để biết bài đó dạy vào thời điểm nào thì chúng ta đã có cái kế hoạch dạy học, chúng ta gọi tắt nó bây giờ chúng ta có thể gọi đơn giản là phân phối chương trình đó thầy cô. Tháng 1, tháng 2 cần dạy bài nào, tháng 3, tháng 4 hay là tháng 9, tháng 10 dạy bài nào, các thầy cô mở kế hoạch dạy học ra thì nhóm chúng tôi cung cấp hết trên cái website, và cái địa chỉ website này cũng cung cấp cho tới từng từng thầy cô luôn trên Zalo group mà các thầy cô có tham gia. Như vậy cầm bộ sách mà cần biết sách mình tháng mấy mình dạy bài nào, các thầy cô cứ dở cái kế hoạch dạy học hay cho bây giờ trước đây chúng ta gọi là phân phối chương trình, và chúng ta cũng có cái kế hoạch học trên Word, tức là cái giáo án của từng bài từng chủ đề thầy cô, là chúng ta cung cấp luôn giáo án trên Microsoft Word luôn, các thầy cô có thể tải về hoặc là sử dụng thẳng luôn, hoặc là các thầy cô có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với cái điều kiện thực hiện của đơn vị mình, của trường, của lớp mình chúng ta dạy luôn. Thì ngoài cái giáo án Word thì các thầy cô chắc chắn rất cần cái giáo án là trên file PowerPoint. Trên file PowerPoint với nhiều hiệu ứng chúng ta soạn rất là bắt mắt, là hấp dẫn để lôi cuốn học sinh, cũng cung cấp luôn trên cái địa chỉ web mà các thầy cô cứ truy cập vô cái Zalo group thì các thầy cô sẽ thấy cái trang web. Trên trang web đó có đầy đủ những cái món như trên màn hình, và khi có đầy đủ rồi thì các cô dạy cho các em học sinh thôi. Các quý thầy cô ha. Như vậy nói tóm lại, ngoài cái bản giấy thì nhóm chúng tôi cung cấp cái bản điện tử luôn, bộ sách điện tử luôn, cung cấp phân phối chương trình luôn, cung cấp giáo án trên Microsoft Word và cung cấp giáo án trên phần mềm PowerPoint luôn. Các quý thầy cô. Xin giới thiệu những cái bộ sách mà tôi có tham gia viết với vai trò là tác giả hoặc chủ biên. Trên đây là bộ sách toán trung học cơ sở tôi tham gia vai trò tác giả. Thì sách hiện nay viết theo kiểu mới, tức là cuối mỗi chủ đề đều có một cái hoạt động chế tạo một sản phẩm, chính là hoạt động giáo dục STEM. Ở đây là bộ sách giáo dục STEM lớp 1, 2, 3, 4, 5 trải nghiệm STEM, tôi tham gia với vai trò là chủ biên. Đây là bộ sách giáo dục STEM do dự kiến là do thầy Lê Vinh chủ biên, tôi với thầy Dũng là tác giả, tôi dành cho học sinh lớp 6, 7, 8 do công ty sách thiết bị cho công ty cổ phần sách giáo dục ở Đà Nẵng thực hiện. Đây là bộ sách giáo dục STEM mà thầy cô có thể đang sử dụng đây. Trên bộ sách này thì giáo sư tiến sĩ Lê Vinh chủ biên, tôi tham gia với vai trò là tác giả. Thì bộ sách này nó sẽ cung cấp rất là nhiều cái phụ kiện, nhiều cái học liệu để các thầy cô tới lớp dạy luôn, và không phải tốn công soạn giáo án, soạn phân phối chương trình, giáo án trên Word hay giáo án trên PowerPoint là đều có chuẩn bị đầy đủ. Trên màn hình xin giới thiệu nhanh với quý thầy cô. Đây là một cái kỳ thi toán giữa học sinh giỏi Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì tôi có tham gia dự án này với thầy Vinh. Trên màn hình là tôi là bằng áo xanh đó, thầy con áo xanh thứ hai từ bên phải qua. Còn thầy Vinh là đứng kế bên tôi, cũng áo xanh và đeo kính cận này. Là đây là cái kỳ thi kết hợp phối hợp để lấy đề thi giữa hai nước thi, học sinh thi lẫn nhau để đánh giá cái trình độ học sinh giỏi giữa hai quốc gia thầy con. Còn trên màn hình là tôi bằng áo xanh và thầy Vinh là cũng bằng áo xanh nhưng mà đeo mắt kiến, đứng bên phía tay trái thứ năm từ trái đứng qua. Kế bên tôi là thầy Lê Bá Khánh Trình đó thầy con, trong cái nhóm thoáng nhau cũng là nhóm tác giả tham gia với rất là nhiều bộ sách. Còn trên màn hình các thầy cô có thể thấy đây là đoàn học sinh giỏi của Việt Nam đi thi quốc tế mới vừa năm rồi, mới cách đây vài tháng thôi, và trưởng đoàn là giáo sư tiến sĩ Lê Vinh chủ biên bộ sách giáo dục tem mà thầy cô đang có trên tay, và đứng bên tay phải thầy cô là phó đoàn, tức là tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, người đạt giải là vô địch toán thế giới và với lời giải đặc biệt nhất, lời giải xuất sắc nhất, là giải hay hơn đáp án thầy cô. Còn bên tay phải thầy cô có thể thấy là 6 em học sinh đầu Việt Nam vừa qua nhật thi học sinh giỏi toán thế giới và đạt được 2 vàng 2 bạc 2 đồng, một thành tích rất là khả quan, và ngồi giữa là thầy Lê Anh Vinh đang ngồi giữa, là trưởng đoàn đang ngồi giữa cùng các em, là cũng là chủ biên bộ sách mà các thầy cô đây, dự kiến sẽ sử dụng. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nguyên vật liệu gồm có kéo, bút chì, thước kẻ, cái miếng bìa cắt tông giống như trên màn hình chưa ạ? Các nhóm chắc chuẩn bị hết ha thầy cô ha.
Rồi bây giờ nếu chúng ta chuẩn bị hết rồi thì xin mời quý thầy cô chúng ta cùng tham gia một cái tiết học STEM. Học STEM. Chúng ta sẽ đóng ba vai. Vai thứ nhất là chúng ta là học trò thôi. Vai thứ hai chúng ta là giáo viên đang dự giờ. Và vai thứ ba là chúng ta đóng vai trò là nhà quản lý. Chúng ta xem giáo viên dạy như vậy, học sinh dạy vậy thì mình về đơn vị mình sẽ quản lý hoạt động này như thế nào, đó quý thầy cô. Xin mời quý thầy cô cùng cùng tham gia. Rồi bây giờ xin. Cái bài ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với thầy cô, đó là bài học tem ở lớp 4 có tên là rạp chiếu bóng mini. Rạp chiếu bóng mini như trên màn hình chúng ta thấy. Thế thì cái bài rạp chiếu bóng mini này được thiết kế, tất cả các bài học tem đều được thiết kế để chuyển từ một bài học truyền thống trong sách giáo khoa thành một bài học tem. Tuy nhiên STEM là tích hợp liên môn, do nó không phải là một môn, không phải là một bài trong sách giáo khoa, mà đó là một tổ hợp gồm nhiều các bài. Bởi vì STEM hồi nãy các thầy cô thấy là liên môn, liên môn. Thế thì trong cái rạp chiếu bóng mini này, chúng ta có hai nhóm môn. Môn thứ nhất là môn chủ đạo, môn thứ hai là nhóm môn tích hợp. Môn chủ đạo trong cái chủ đề rạp chiếu bóng mini chúng tôi chọn đó là môn khoa học. Thì yêu cầu cần đạt là gì? Thứ nhất là vai trò và ứng dụng của ánh sáng trong đời sống. Thứ hai là vận dụng được trong thực tế ở mức độ đơn giản kiến thức về bóng của vật. Đây, các thầy cô dự giờ xong thì các thầy cô sẽ lật lại cái trang này. Các thầy cô xem coi, coi cái bài dạy này có đáp ứng được yêu cầu cần đạt trước mắt là của một môn chủ đạo học này không. Kế tới là môn toán. Môn tích hợp thì có 3 môn: toán, công nghệ, kỹ thuật. Thì toán yêu cầu cần đạt thì thực hiện được việc đo vẽ cắt ghép rồi vân vân thầy cô. Một lát chúng ta dự giờ xong chúng ta xem coi tôi có dạy được cái vấn đề này không. Các thầy cô có đo vẽ lắp ghép không? Thứ hai là môn công nghệ, tức là làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi, tính toán chi phí cho một đồ chơi dân gian tự làm. Các thầy cô sẽ đánh giá coi tôi dạy có đúng yêu cầu không, hay là tôi thiếu sót một cái hoạt động nào đó, các thầy cô góp ý nha. Rồi mỹ thuật là vận dụng được độ đậm nhạt, vận dụng được ngôn ngữ nói viết và biểu đạt cơ thể, vân vân. Theo quý thầy cô. Rồi bây giờ xin mời quý thầy cô chúng ta cùng đóng vai học trò trước tiên nha. Rồi một lát sau cuối tiết chúng ta sẽ dành ít phút để chúng ta chia sẻ coi tôi dạy như vậy thì có đạt được hết yêu cầu cần đạt không, hay là tôi đã bỏ sót cái nào. Chúng ta sẽ thực hành cái này để chúng ta về chúng ta quản lý hoạt động này tốt hơn. Rồi thầy chào các em ạ. Bây giờ thầy sẽ mời các em chúng ta cùng xem một cái video clip ngắn. Các em quan sát sau khi xem qua cái video clip về cái một cái bộ phim sử dụng bóng của vật để tạo nên một cái rạp chiếu bóng, thì thầy đề nghị mỗi nhóm sẽ chế tạo một cái rạp chiếu bóng mini với những tiêu chí sau đây. Thứ nhất là sản phẩm có đầy đủ các bộ phận và cho hình ảnh bóng rõ nét trên màn hình. Thứ hai, các em chú ý là sản phẩm phải sử dụng vật liệu đơn giản dễ tìm. Thứ ba là sản phẩm phải có tính thẩm mỹ và sáng tạo cao. Các em nhớ ba tiêu chí này để mỗi nhóm một lát chúng ta sẽ thảo luận để tìm ra cái giải pháp khi mà mình chế tạo cái rạp chiếu bóng mini thì đạt những tiêu chí này. Rồi, trên màn hình các em thấy đây là hình ảnh về phía trước, chúng ta quan sát một rạp chiếu bóng mini đây. Chúng ta thấy hai bàn tay chụm lại phải thì nó thành một cái đầu của một cái con hươu. Còn ở bên tay trái chúng ta thấy là một con chó sói và một em bé trong một cái bộ phim phim cô bé Hoàng Thanh Đỏ. Thì một lát chúng ta sẽ tìm hiểu cái kiến thức để chế tạo ra cái bộ phim này, cùng những cái phim hoạt hình, những cái đoạn đó các em phải học tác nhau để cắt dán để tạo bộ phim. Và cuối giờ sau khi chế tạo xong thì mỗi em sẽ quay phim chụp hình và gửi lên Zalo group của nhóm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia cái mục thứ hai. Thứ nhất là thầy đề nghị mỗi một nhóm các em sẽ chia thành một nhóm gồm 6 em và
thầy phát phiếu học tập cho nhóm. Tập này thầy có ghi sẵn trên trang, nó gồm có 3 câu. Mỗi nhóm sẽ cùng giơ tay phát biểu để trả lời các cái câu hỏi này. Chúng ta sẽ hoạt động qua hai pha. Pha thứ nhất là hoạt động cá nhân để tự tìm hiểu cái kiến thức mà thầy ghi trong phiếu học tập gửi cho các em. Pha thứ hai là các em sẽ thảo luận nhóm. Sau khi thảo luận nhóm xong rồi thì các em sẽ ghi lên cái phiếu học tập này. Thầy ghi thì các em có thể trả lời được nha. Rồi, câu số 1 trong phiếu học tập. Các em, thầy mời các em quan sát cái bức ảnh ở bên dưới và cho biết đâu là vật chiếu sáng. Vật chiếu sáng là nè. Thứ hai, vật cản sáng là cái gì đây? Thứ ba là bóng của vật ở đâu? Rồi, thầy mời một bạn nào giơ tay trả lời giúp giùm thầy luôn ạ. Sau khi các em đã hoạt động cá nhân và thảo luận nhóm thì nhóm cử đại diện lên trả lời luôn giúp giùm thầy. Vật chiếu sáng là mặt trời ạ, ánh sáng mặt trời ạ. Dạ, mặt trời. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi, vật cản sáng là ai? Trên màn hình chúng ta thấy có những vật cản sáng nào thấy rõ nét nhất ạ? Xin mời cô ạ. Đó, hình người, có người và ô tô ạ. Dạ, ô tô và người. Rồi, còn gì bóng của vật là ở đâu? Dạ, em có thể cho thầy biết. Bóng của vật thì ở dưới mặt đất ạ. Dạ, đúng rồi, chúng ta cho bạn một tràng pháo tay thật lớn nha các bạn. Như vậy là nhóm chúng ta đã trả lời rất là chính xác ba ý của câu số 1. Giờ thầy mời các em quan sát câu số 2. Câu số 2 là gì? Khi người hay xe trong ảnh di chuyển thì bóng của người hay xe đó sẽ như thế nào trên mặt đường? Em có thể giải thích hiện tượng đó không? Thầy mời các em. Chúng ta vừa hoạt động cá nhân vừa thảo luận nhóm để ra câu trả lời. Rồi, thầy thấy cái nhóm của Mỹ Đức đang nhắn tin là khi người hay xe trong ảnh di chuyển thì bóng của người hay xe đó sẽ di chuyển theo trên mặt đường. Thì các bạn giải thích là bởi vì cái vật phát sáng, vật cản sáng và bóng là nó nằm trên một cái trục thẳng, do đó khi người hay xe di chuyển thì cái bóng sẽ di chuyển theo để đảm bảo là nó nằm trên một trục thẳng. Rồi, thầy cảm ơn các em. Chúng ta qua câu số 3. Rồi, các em hãy nêu cách tạo một vật cản bóng để hứng, tức là chúng ta có được cái bóng của vật. Để có một cái bóng của vật như vậy, như cái phần câu 1, các em thấy là chúng ta có những yếu tố nào các em? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là vật phát sáng. Thứ hai là vật cản sáng, hoặc là gọi là cản bóng đó, vật cản sáng. Thì chỉ cần vật phát sáng và vật cản sáng thì nó sẽ tạo nên cái bóng, tức là chúng ta sẽ có cái bóng. Và cái bóng đó như trên màn hình chúng ta thấy đó là bóng nó nằm trên mặt đường. Còn giả sử như chúng ta muốn cái bóng đó trên một màn hình đúng không em? Đúng rồi, hoàn toàn được. Chúng ta có thể chế tạo một màn hình. Cái vị trí của màn hình, khoảng cách của màn hình cho tới vật cản sáng và cái độ cao của nó là cho các em quyết định để tạo ra cái hiệu ứng tốt nhất. Rồi, bây giờ xin mời các em chúng ta cùng tham gia. Thầy sẽ phát một cái phiếu học tập số 2, đó là cái bản thiết kế. Thực chất là một tờ giấy trắng để mỗi nhóm vẽ nhanh một cái rạp chiếu bóng mini, mô hình một cái rạp chiếu bóng mini, rồi chúng ta gửi lên Zalo group. Rồi sau đó các nhóm sẽ gửi lên Zalo group cho thầy sau khi phát quà xong. Rồi, cái phần này một lát chúng ta sẽ gửi lên một lúc luôn bởi sản phẩm. Và các em quan sát trên màn hình đó là phiếu học tập số 3. Thì cái người nhận, các em sẽ bầu ra một nhóm trưởng, thì trong mỗi nhóm trưởng sẽ cử ra từng thành viên. Mỗi thành viên sẽ làm một việc để chế tạo ra cái rạp chiếu bóng mini đạt 3 cái tiêu chí như phần đầu thầy đã giới thiệu cho các em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ được thầy hướng dẫn. Thì cái phần hướng dẫn của thầy, cái mô hình của thầy chỉ là một cái giải pháp mang tính chất gợi ý thôi. Dựa trên gợi ý này, các em sẽ tìm hiểu thêm sách giáo khoa, sách tham khảo hoặc là trên Internet để các em chế một mô hình máy chiếu phim mini theo cái sự sáng tạo của mỗi nhóm, sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Không nhất thiết phải theo cái mẫu gợi ý của thầy nha. Gợi ý của thầy chỉ là một cái đề xuất thôi. Các em theo dõi tiếp tục trên màn hình.
À, đầu tiên là các em chuẩn bị hết cho thầy những dụng cụ nguyên vật liệu này rồi, phải không? Thầy đã dặn thầy tuần trước rồi. Rồi, bây giờ bước 1 nè. Bước 1 các em sẽ lấy một cái tấm cạc tông ở một cái thùng giấy. À, rồi các em làm giống như một chiếc khay đó. Bên trong lòng chiếc khay các em khoét một cái hình chữ nhật. À, hình chữ nhật này nó cách cái mép khay từ 2-3 cm. Chỗ cái hình chữ nhật đó chúng ta sẽ là chính là cái màn hình này, ha. Còn cái khung giấy màu xanh đó chính là cái khung của màn hình. Rồi sau đó các em sẽ lấy tờ giấy A4 màu trắng, nếu loại mỏng thì tốt, chúng ta dán lên cái chỗ mà chúng ta vừa khoét hình chữ nhật để làm cái màn hình. Rồi, rồi để cho tạo hiệu ứng tốt hơn thì thường cái màn hình nó thấy rõ thì những cái phần sáng sáng màu xanh nếu được chúng ta sẽ dán cái băng keo đen hoặc là sơn đen lên cái phần cái khung xung quanh của cái màn hình. Đó là phần bước thứ hai. À, bước thứ ba thì chúng ta sẽ chế tạo những con vật bằng cách là chúng ta vẽ lên giấy, sau đó chúng ta tô đen, sau đó mình sẽ cắt ra những con vật. Con vật đó có thể là trong một phim thần thoại nó, trong một cái câu chuyện cổ tích nào đó, em vẽ và tô đen và cắt ra. Sau khi cắt ra được những con vật rồi thì các em sẽ dán nó lên những cái cây xiên que, dán lên cái xiên que. Rồi cái cây xiên que đó các em cắm lên một cái đế để có thể dựng thẳng được những con vật đó trên cái cây xiên que. Một lát khi chớp bóng thì các em sẽ di chuyển những con vật đó thì cái hiệu ứng ánh sáng sẽ tạo những bóng con vật đó trên màn hình để nó tạo ra một cái rạp chiếu bóng mini. Các em hình dung được các bước ha. Rồi bây giờ trên màn hình là đây là cái cảnh trong hậu trường đây, cái khối mà hình clip nó đen đen các em, đó chính là cái đèn phát sáng đó. Còn ở giữa là các con vật được cắm trên cây xiên que và được đặt trên cái đế. Rồi phía trước tiên là trên là cái màn hình và nó hiện lên cái hình đen trắng. Nhưng khi xem phim thì mình đứng ở phía trước nha các em, đứng ở phía trước màn hình. Còn đây là mình đứng ở trong cái hậu trường, và đây là cái cảnh chúng ta đứng từ phía trước của màn hình để chúng ta xem này. Đó, chúng ta đã có một cái rạp chiếu bóng mini nó hoàn chỉnh như vậy. Rồi đây là một số bộ phim này. Thế thì khi xem bộ phim thì mình nên tạo hiệu ứng. Thì cái cách tạo hiệu ứng như thế nào, di chuyển vật như thế nào, cắt như thế nào để một số bộ phận, một số chi tiết nhỏ nhỏ thôi nó có thể di chuyển được, thì các em phải thảo luận nhóm như thế này, chế tạo một cái bộ phim tốt nhất. Rồi một lát các em sẽ quay phim chụp hình và gửi lên Zalo group. Rồi các em hiểu hết ý của thầy ha. Giờ thầy nhắc lại là đây là ba tiêu chí của sản phẩm của chúng ta đây. Ba tiêu chí thứ nhất là sản phẩm có đầy đủ các bộ phận, hình ảnh rõ nét, dùng vật liệu đơn giản dễ tìm. Thứ ba, sản phẩm có tính thẩm mỹ cao. Chúng ta có khoảng 15 phút để chế tạo dụng cụ nguyên vật liệu, tìm dụng cụ nguyên liệu để chế tạo ra cái đạp chiếu bóng như đây. Rồi thầy mời các em, chúng ta bắt đầu làm việc theo nhóm. Nhóm nào làm nhanh nhất, sớm nhất thì xin vui lòng chụp hình một quay video clip và gửi lên Zalo group. Thầy sẽ tổ chức cuộc thi để đánh giá sản phẩm của các em. Rồi xin mời các em chúng ta bắt đầu làm việc nhanh nè. Cuộc đua giữa rùa và thỏ của một nhóm làm có âm thanh luôn và có hiệu ứng luôn. Các thầy cô thấy rất là hay, rất là sinh động. Xin các thầy cô coi lại. Tưởng là thỏ về trước nhưng cuối cùng là rùa về trước. Của một nhóm bạn làm rất là hay trong một thời gian ngắn. Xin mời quý thầy cô chúng ta cùng xem tiếp bộ phim kế tiếp. Đây là hai con dê tranh nhau qua cầu. Tuy nhiên bộ phim vẽ rất là đẹp, tuy nhiên lại không có động á thầy cô. Thứ nhất là nó không có tính động, thứ hai là nó không có thiếu âm thanh. Nếu có thời gian chắc là các nhóm sẽ làm tốt hơn nữa ha quý thầy cô ha. Đây lần lượt các nhóm đã lần lượt gửi lên khá là nhiều. Thì mỗi một nhóm
sẽ cử một đại diện chia sẻ về quá trình làm việc của nhóm mình, cũng như chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình cho các nhóm bạn. Sau đó thầy cô sẽ tham gia đánh giá và các nhóm bạn sẽ tham gia đánh giá. Và sau cuối cùng thì các nhóm sẽ về điều chỉnh lại sản phẩm cho nó tốt hơn theo đóng góp của thầy cô và các bạn. Đó là hoạt động thứ năm, hoạt động cuối cùng, chia sẻ, đánh giá và điều chỉnh trong năm hoạt động của một hoạt động giáo dục STEM. Đó, nếu mà chúng ta làm đầy đủ là như vậy. Thông thường thì chuyển từ một bài học truyền thống thành một bài học STEM hay một hoạt động giáo dục trải nghiệm STEM á, thì cái số tiết nó sẽ bị dội lên một tiết hoặc hai tiết. Thì cách giải quyết của chúng ta như thế này, công văn 2345 và chỉ đạo của vụ tiểu học rất là rõ ràng. Việc xây dựng kế hoạch bài học là của trường, của tổ, thậm chí có thể nói là của giáo viên ta. Do đó bài đó chúng ta quyết định dạy một tiết là chúng ta dạy một tiết thôi. Bạn chúng ta quyết định dạy bài đó hai tiết là việc của chúng ta, tuy nhiên phải thông qua tổ. Thế thì khi chuyển từ một bài học truyền thống trong sách giáo khoa thành một bài học tem thì nó đổi tiết, thì thay vì bài đó bình thường dạy một tiết, bây giờ nó tăng lên hai tiết, thì chúng ta quyết định bài đó sẽ tăng hai tiết. Mà khi tăng hai tiết thì buộc lòng chúng ta phải giảm đi số tiết của một bài nào đâu đó. Thì cái cách giải quyết như thế này, nó có những cách sau đây, theo kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương và đã được công nhận đó. Cách thứ nhất, tại vì trong đó nó có môn chủ đạo và môn tích hợp, thì chúng ta có thể chuyển môn chủ đạo từ một tiết thành hai tiết thôi. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta lấy một tiết của môn chủ đạo và một tiết của môn tích hợp vậy thôi. Cách thứ ba là chúng ta phối hợp cả hai cách. Nếu số tiết nó tăng lên tới 3 tiết, một tiết thì dạy truyền thống, một tiết thì tăng thêm từ môn chủ đạo, một tiết thì lấy từ môn tích hợp, là chúng ta sẽ được 3 tiết để dạy cái bài tem. Cách thứ tư này là khá phổ biến ở nhiều tỉnh thành hiện nay đang thực hiện giáo dục tem cho trẻ. Đó là một số hoạt động cá nhân, một số hoạt động cá nhân hoặc thậm chí một số hoạt động nhóm luôn, trong những điều kiện cho phép thì chuyển về nhà hoạt động, chuyển về nhà hoạt động cái này cho nó tự học ở nhà, ví dụ như vậy. Rồi khi lên trường thì nó lắp ráp lại, nó tự làm thôi. Thế ví dụ như chế tạo cái này, em thì chế tạo cái màn hình ở nhà của em đó, em thì chế tạo con vật này con vật kia em đó, em thì sử dụng chế tạo cái đèn pin chẳng hạn, lắp ráp dây điện chuẩn bị. Mỗi thứ như vậy nó chuẩn bị ở nhà, và khi lên trường thì nó chỉ lắp ghép lại là ra nhanh chóng. Chứ còn nếu mà mình chuẩn bị hết tất cả các khâu ở ngay tại trường thì số tiết nó sẽ đội lên khá nhiều, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến cái việc dạy học các cái truyền thống của chúng ta, quý thầy cô ha. Xin hỏi quý thầy cô có thắc mắc gì nữa không ạ? Tên này nó còn khá là mới nha quý thầy cô, thì xin quý thầy cô vui lòng nhắn tin lên Zalo group, hoặc các thầy cô nếu ngại, các thầy cô cứ thấy trên màn hình là số điện thoại di động của tôi, các thầy cô có thể nhắn tin riêng. Thay mặt cái nhóm tác giả, tôi xin phép được trả lời tương tự với thầy cô và trả lời gần như tức thời nếu tôi không đang ở trên lớp. Xin được phép đọc lại nếu mà các thầy cô chưa thấy màn hình. Số điện thoại di động của tôi là 0902 891960, Quỳnh Ngọc Thanh nha, 0902 891960.